Dạ khỏe. Làm được cái này mấy ngày rồi? Tới chủ nhật này là 4 tuần. 4 tuần rồi. Tới chủ À, nhật còn ở này đâu? là con ở Đà Nẵng không xuất Có thích không? Đặt được. phòng làm thích không? Hôm nay con kiếm cái áo dựng mặt cũng được nha. Không cần mặc áo này Không nữa. phải này được. Đúng rồi. Buông luôn rồi. Rồi buông được rồi. Buông luôn, không buông đi. Buông luôn cho nó xuống đi. Được được, buông luôn. Còn mặc áo bra hay là áo ngực gì cũng được nha. Dạ, Bra hay áo ngực gì cũng được để cho nó cái túi nó rớt xuống nha con nha. dạ Con ý đừng thấy là lăn lên quá. Ừ, sao con? làm sao để mình biết cái này là bao sơ hay không, Ui con chắc chắn là không bị bao sao. không Cái chuyện bị đó đúng chắc chắn, không có lo mà chắc sao. Chắc chắn. Còn sau này con muốn đi kiểm tra thì 1 năm con bắt cho đi chụp cái MRI. À. dạ. Nha. Ok con. Còn cái bếp mỗi mình Cứ để bình thường con lót cái miếng gì cũng được cho nó che cái được cái cài vô cái áo. Cái áo mà con mặc á, áo ra hay áo ngực á, đừng có để cái áo nó cài trực tiếp vô vết thương thì nó sẽ gây sẹo lồi. Ừ, không gây được. cạn là bị sẹo lồi. Thì khi con cài cái gì vô nó cũng sẽ gây lồi ấy. Ví dụ ngoài da có vết thương cứ cài 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 nó gãi gãi nó miết chà chà nó là nó lồi thôi. Dạ. Còn bây giờ con À, bây giờ hiện tại không thấy lồi gì hết nhưng mà mình một cái vết thương nó ổn định phải 3 6 tháng thôi. Dạ. Trong cái thời gian ban đầu nó tăng sưng sợi đó là con phải tuyệt đối con hạn chế nó, không cho cái gì cài cài trực tiếp nó, cứ trả tới cả lui của nó. Dạ. Còn cài của nó phải là cái mua mềm, con hiểu không? Dạ. Có nghĩa là con về con mua cái bông tẩy trang đó, Dạ. rồi xong rồi con mua cái bông tẩy trang xong rồi con lót nó vô đó, một lớp mỏng đó nha con nha. Dạ. Còn con mặc áo gì cũng được hết. Dạ. Bây giờ mình cũng có kiểu cần có vô trong Không, cái ngực con là xưa bắt có giải thích rồi mà. dạ. Cái thứ nhất là cái bản xương ức của con nó rộng, cho nên cái cơ nó bám tới đó thì cắt tới đó chứ không có thể cắt luôn nữa, là ít bữa nó thông hai cái đó với nhau. Cái thứ hai, cái lồng ngực của con là lồng ngực đổ ngoài, lồng ngực con nhà này Dạ. cho nó có xu hướng túi nó sẽ đi ra, nó mềm là nó Con sẽ sợ đi nó ra. đi ra cho nên con cũng Không, không bây có giờ nó không ra được nữa vì nó không để ra được nữa, nhưng mà cái xu hướng có nghĩa là nó trên một cái lồng ngực như vậy nó khác một cái lồng ngực ngang dài hoặc là chóc vậy, thì nó sẽ lúc nào cái ngực của con nó phải xa, cái khe nó phải xa ra.